Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trước hết sẽ là những nội dung chính có trong chương trình thời sự trực tiếp tối nay, thứ ba ngày 23 tháng 11. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ COVID cộng đồng trong công tác phòng chống dịch, quản lý di biến động dân cư tại cơ sở. Công tác hội và phong trào chữ thập đỏ của tỉnh Tuyên Quang không ngừng phát triển và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, cầu nối trong hoạt động nhân đạo. Trong phần tin thế giới, cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc hôm nay cảnh báo tình trạng bùng phát dịch ở nước này đã chuyển từ nguy cơ thấp sang nguy cơ cao. Nước Đức đã tính đến phương án áp đặt quy định tiêm chủng bắt buộc và phong tỏa cục bộ. Sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị hướng dẫn các cấp về công tác quân sự quốc phòng, lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ toàn diện các mặt công tác. Nổi bật là tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống nảy sinh, không để bị động bất ngờ. Đặc biệt tập trung lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh phát huy tốt vai trò xung kích đi đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tham mưu chỉ đạo các cuộc diễn tập luyện tập có nhiều đổi mới về nội dung hình thức, đảm bảo thiết thực hiệu quả sát với thực tiễn. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chủ động đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Từng cấp ủy viên và cán bộ chủ trì các cấp luôn nêu cao ý thức tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong học tập công tác. Năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đề nghị Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng toàn quân. Kết luận các nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và từng đồng chí cấp ủy viên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Chẩu Văn Lâm yêu cầu năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Phối hợp với các cơ quan chức năng, nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm xung kích đi đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19, gắn công tác tuyển quân với công tác phòng dịch, xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cũng trong sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa các điểm cầu Bộ Nội vụ, Hội đồng Nhân dân tỉnh, 6 huyện, thành phố. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban đảng tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố, Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã, phường, thị trấn. Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong thời gian 3 ngày, các đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ được nghe các báo cáo viên là những người có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động dân cử trình bày trao đổi 6 chuyên đề về tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước, chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Các kỹ năng của đại biểu Hội đồng Nhân dân trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án, kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Kỹ năng tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí, kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đây là những nội dung nhằm trang bị và bổ sung cho các đại biểu những vấn đề mới cũng như kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật, đáp ứng nguyện vọng và sự tin tưởng của cử tri. Qua đó tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, quyết định kịp thời đúng đắn các vấn đề quan trọng của địa phương, giám sát chặt chẽ hiệu quả việc thực thi chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Chiều nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị biểu dương tôn vinh các nhà tài trợ, các mô hình hoạt động nhân đạo tiêu biểu năm 2021, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Dự hội nghị có các đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành và 75 nhà tài trợ và các mô hình hoạt động nhân đạo tiêu biểu năm 2021. Ngày 23 tháng 11 năm 1946,
tại đình làng Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Tây, nay là thành phố Hà Nội, đã diễn ra đại hội lần thứ nhất chính thức thành lập Hội Hồng Thập Tự Việt Nam. Cùng với quá trình hình thành và phát triển của hội, ngày 22 tháng 9 năm 1978, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang được thành lập. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo từ thiện, tích cực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nổi bật như phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, chương trình hành trình đỏ năm 2021 và nhiều chương trình ý nghĩa khác. Hội cũng đã triển khai cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gần với một địa chỉ nhân đạo về 490 căn nhà nhân ái trị giá gần 25 tỷ đồng đã được hoàn thành. Đặc biệt là chiến dịch vận động hàng nông sản, nhu yếu phẩm và các mặt hàng thiết yếu do Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ trì phối hợp với các huyện, thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong và ngoài tỉnh. Tính riêng năm 2021, các cấp Hội Chữ thập đỏ đã vận động nguồn lực ủng hộ cho các hoạt động nhân đạo từ thiện trị giá trên 40 tỷ đồng, hỗ trợ thiết thực cho trên 50.000 lượt người được thụ hưởng. Thông qua những hoạt động này, ngày càng xuất hiện nhiều những tấm gương, nhà hảo tâm, nhà tài trợ, mô hình tiêu biểu về hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Tại hội nghị, những kinh nghiệm trong thực hiện hoạt động nhân đạo từ thiện đã được các nhà tài trợ, đại diện các mô hình tiêu biểu trao đổi, chia sẻ nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của tổ chức hội, tích cực tham gia vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, tôn vinh sự ủng hộ, đóng góp của các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã hỗ trợ chung tay cùng Hội Chữ thập đỏ các cấp thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện. Đồng chí đề nghị các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hướng về cơ sở, gắn bó với đối tượng, địa bàn, ứng phó nhanh nhạy, kịp thời với các tình huống trong công tác nhân đạo. Làm tốt công tác phát triển hội viên, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Quan tâm việc phát triển và nhân rộng những mô hình hoạt động nhân đạo thiết thực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, 75 tập thể cá nhân điển hình có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo đã được tôn vinh, khen thưởng. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự tọa đàm trực tuyến với Đoàn Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024 do Bộ Ngoại giao tổ chức với trên 20 địa phương, khu vực miền Bắc. Đoàn các đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài trao đổi với các địa phương để tìm hiểu nắm bắt tình hình, nhu cầu hợp tác hội nhập quốc tế của các địa phương nhằm hỗ trợ các địa phương trong việc kết nối, giới thiệu, quảng bá tiềm năng thu hút đầu tư, đẩy mạnh hội nhập quốc tế phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tại buổi tọa đàm, các địa phương đề xuất Bộ Ngoại giao, các đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho các địa phương trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác quốc tế. Qua đó giúp các địa phương giới thiệu kết nối với các tỉnh trong vùng, các doanh nghiệp nước ngoài có tiềm năng đầu tư vào các lĩnh vực để phục vụ quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp cao, giáo dục đào tạo, y tế, du lịch, phát triển nguồn nhân lực, biến đổi khí hậu, an sinh xã hội. Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đã giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh Tuyên Quang, mong muốn các vị đại sứ, tổng lãnh sự hỗ trợ quảng bá về tiềm năng thế mạnh của tỉnh đến các đối tác nước ngoài. Thiết lập mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, quan hệ hợp tác cấp địa phương với các địa phương của nước ngoài như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức và một số nước châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, các nước khu vực Đông Nam Á và khu vực Trung Đông châu Phi về các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục, du lịch, y tế. Tại xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, sáng nay đồng chí Nguyễn Thế Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra mô hình hợp tác xã sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung. Hợp tác xã sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung hiện có trang trại gần 5 hectare, quy mô 180 lợn nái và 1.800 lợn thịt. Hiện hợp tác xã đang hướng chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học hữu cơ thảo dược. Năm 2020, doanh thu của hợp tác xã đạt từ 4 đến 5 tỷ đồng. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang đánh giá cao quy trình tổ chức chăn nuôi cũng như xây dựng trang trại theo hướng quy mô công nghiệp tập trung, chăn nuôi khép kín, thực hiện nghiêm ngặt các quy trình phòng chống dịch, đảm bảo vệ sinh môi trường của hợp tác xã. Đồng thời, đề nghị hợp tác xã cần đảm bảo vệ sinh sạch sẽ chuồng trại và môi trường, xây dựng kế hoạch tái đàn hợp lý nhằm đảm bảo tỉ trọng ngành chăn nuôi, mang lại lợi nhuận hiệu quả kinh tế. Sáng nay, huyện Chiêm Hóa đã tổ chức lễ tiếp nhận hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho hộ nghèo từ nguồn tài trợ an sinh xã hội của Agribank tỉnh Tuyên Quang. Dự buổi trao tặng có đồng chí Mai Thị Thúy, tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh, lãnh đạo Agribank tỉnh Tuyên Quang. Agribank Tuyên Quang đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.
với mong muốn giúp các hộ gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn có nơi ở ổn định, động viên các gia đình vững tin vươn lên ổn định cuộc sống. Trong thời gian qua, Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các cấp các ngành, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Riêng năm 2020-2021, Agribank Tuyên Quang đã dành trên 12,7 tỷ đồng cho hoạt động nhân đạo từ thiện tại địa phương. Trong đó dành gần 9 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo làm nhà, xóa nhà tạm, dành 2,8 tỷ đồng cho công tác y tế, giáo dục và gần 1 tỷ đồng ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, trong ngày hôm nay, các huyện thành phố đã hoàn thiện kế hoạch và công tác chuẩn bị để từ ngày mai 24 tháng 11 tổ chức tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Các điểm tiêm chủng sẽ được tổ chức tại trường học, các trung tâm y tế, trạm y tế. Đợt tháng 11 sẽ tập trung tiêm cho lứa tuổi 15, 16, 17. Công tác tiêm chủng sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế về tổ chức buổi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, hướng dẫn khám sàng lọc và đảm bảo an toàn tiêm chủng. Trước buổi tiêm chủng, thông báo cho cha mẹ, người giám hộ của trẻ về ngày giờ, địa điểm tiêm chủng, khuyến khích sự tham gia của bố mẹ hoặc người giám hộ của trẻ trong buổi tiêm chủng. Thưa quý vị, những ngày qua, Tuyên Quang đã ghi nhận một số ca mắc COVID-19 tại cộng đồng. Các biện pháp phòng chống dịch cấp bách được thực hiện khẩn trương và nghiêm ngặt. Trong cuộc chiến chống dịch, luôn có vai trò to lớn của các tổ COVID cộng đồng. Phóng sự về các tổ COVID-19 cộng đồng tại xã Đội Bình, huyện Yên Sơn sẽ phản ánh về vấn đề này. Thôn Dân Chủ, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, nơi có ca F0 của xã được phát hiện 3 ngày trước. Hai chốt kiểm soát dịch được lập ở hai đầu thôn, cách ly khu dân cư với gần 40 hộ dân. Hàng ngày, tổ COVID cộng đồng thôn vẫn đi từng ngõ, nhắc nhở từng nhà, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, đặc biệt là không được ra khỏi nhà khi chưa hết cách ly y tế. Công tác an sinh xã hội đối với các hộ dân được chính quyền đặc biệt quan tâm. Bất cứ khi nào, người dân trong khu cách ly có nhu cầu mua nhu yếu phẩm gì, đại diện đoàn thanh niên, hội phụ nữ sẵn sàng giúp đỡ. Bằng sự chung sức đồng lòng, người dân trong thôn yên tâm thực hiện cách ly theo quy định, đảm bảo an toàn cho gia đình và cho cộng đồng. Sau khi mà phát hiện được cái ca F0 thì chúng tôi cũng đã có những cái phân công nhau, cũng như mọi cái là vận động bà con là không đi lại, nhà nào đóng cửa nhà đấy. Đoàn thanh niên đã cố gắng hỗ trợ bà con nhân dân là giúp mọi người là đi mua những nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình, phục vụ cho cuộc sống. Tuyên truyền đến những đoàn viên thanh niên của mình đang trong khu cách ly ấy, thực hiện nghiêm túc 5K và những đoàn viên này sẽ tuyên truyền lại cho gia đình nhà mình. Tại xã Đội Bình, các tổ COVID cộng đồng đang hoạt động hiệu quả. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, tăng cường công tác tuyên truyền đến từng hộ dân về tình hình dịch bệnh để người dân chủ động tin tưởng vào các biện pháp phòng dịch của chính phủ, của tỉnh, huyện, của xã đã đề ra. Bất kể ngày hay đêm, tình hình sức khỏe của người dân trong thôn xóm hay có công dân từ tỉnh khác trở về địa phương được tổ COVID cộng đồng nắm bắt nhanh, chính xác để kịp thời giúp chính quyền địa phương đưa ra các biện pháp phòng dịch hợp lý, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Bà con nhân dân mà rất chung tay trong cái chia sẻ giúp đỡ cộng đồng khi mà có cái tình hình dịch bệnh. Tổ COVID cộng đồng là trực tiếp với người dân ở dưới thôn, cho nên có khi nhiều những người dân mà đi công dân làm ăn xa về, có khi về đêm hôm là tổ COVID cộng đồng ở dưới cơ sở là báo cho ban chỉ đạo COVID của xã là nắm bắt để mà hướng dẫn người dân là thực hiện cái khai báo y tế đảm bảo trong việc phòng chống dịch COVID. Mỗi tổ COVID cộng đồng là một cánh tay nối dài giúp đưa các chủ trương chính sách công tác phòng chống dịch đến gần hơn với bà con nhân dân. Để mỗi người dân hiểu rằng phòng dịch vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ, không chỉ với bản thân mà còn với gia đình và xã hội. Và cũng chính từ những sự chia sẻ giúp đỡ động viên của tổ COVID cộng đồng mà người dân an tâm hơn trong cuộc chiến chống đại dịch. Còn bây giờ là những thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc hôm nay cảnh báo tình trạng bùng phát dịch ở nước này đã chuyển từ nguy cơ thấp sang nguy cơ cao. Theo cơ quan này, các giường chăm sóc đặc biệt tại các bệnh viện ở khu vực thủ đô Seoul đã gần hết. Các bệnh nhân phải chờ hơn một ngày để nhập viện, có người phải chờ tới 4 ngày hoặc lâu hơn. Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét áp đặt một số biện pháp giãn cách xã hội sau khi tham vấn ý kiến của các bộ ngành liên quan. Kể từ khi nới lỏng giãn cách xã hội, Hàn Quốc coi số lượng người nhập viện và tử vong là yếu tố để đánh giá mức độ nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. Trong khi đó, các trường học tại Hàn Quốc đã mở lại các lớp học trực tiếp. Việc mở cửa hoàn toàn trường học được triển khai sau khi Hàn Quốc bắt đầu giai đoạn đầu tiên của chương trình sống chung với COVID-19, nhằm mục đích từng bước đưa quốc gia trở lại trạng thái bình thường.
Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc cho biết các trường học có thể chuyển sang hình thức học tập từ xa hoặc các hình thức kết hợp khác nếu diễn biến dịch phức tạp. Đồng thời, các bậc phụ huynh và các thành viên trong gia đình cũng phải chú trọng hơn các biện pháp phòng và chống dịch COVID-19. Đưa học sinh trở lại trường học luôn là một phần của việc nới lỏng các hạn chế COVID-19. Tuy nhiên, các nhà chức trách đã hết sức cảnh giác với dịch bùng phát trước kỳ thi tuyển sinh Đại học Quốc gia vào tuần trước. Tuy nhiên, đợt khai giảng này diễn ra trong khi số học sinh nhiễm COVID-19 trung bình trong tuần này trên toàn quốc là 300 em. Tại Đức, trong bối cảnh số ca mắc mới không ngừng gia tăng, có nguy cơ để các hoạt động kinh tế xã hội của Đức vào tình trạng phong tỏa cục bộ, hệ thống y tế quá tải trầm trọng, Đức đã tính đến phương án áp đặt quy định tiêm chủng bắt buộc. Trước đó, tại hội nghị bàn về giải pháp đối phó với làn sóng dịch thứ tư, Thủ tướng Đức Angela Merkel và đại diện 16 tiểu bang đều nhất trí rằng việc tiêm chủng bắt buộc cho nhân viên y tế nên được thực hiện và kêu gọi chính phủ liên bang triển khai càng sớm càng tốt. Quan điểm tiêm vaccine bắt buộc cho người dân nói chung cũng đang nhận được sự đồng tình của chính quyền các cấp. Bộ trưởng Y tế nước này tuyên bố không loại trừ khả năng Đức sẽ áp đặt quy định tiêm chủng bắt buộc trong tương lai. Quyết định này chưa thể đưa ra ngay lập tức, nhưng quan điểm tiêm chủng bắt buộc đang ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ từ các nhà khoa học và chính giới Đức. Tỷ lệ tiêm chủng tại Đức dù đã có dấu hiệu tích cực hơn trong vài ngày qua, song tính đến ngày 21 tháng 11 chỉ mới có 68%, tương đương khoảng 56,5 triệu người trong tổng dân số đã được tiêm chủng đầy đủ và 70,5% đã được tiêm ít nhất một mũi. Hãng dược phẩm Pfizer vừa công bố kết quả giai đoạn thử nghiệm sau cùng của vaccine phòng COVID-19 do hãng sản xuất đối với nhóm đối tượng từ 12 đến 15 tuổi. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer đạt hiệu quả 100% bảo vệ thanh thiếu niên trong giai đoạn 7 ngày đến 4 tháng kể từ khi hoàn thành mũi tiêm thứ hai. Pfizer cho biết sẽ dựa trên kết quả thử nghiệm để nhanh chóng xúc tiến quy trình xin cấp phép sử dụng đầy đủ loại vaccine này cho thiếu niên tại Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Hãng dược xin cấp phép liều vaccine tiêm cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên là 30 microgram. Hồi tháng 8, vaccine Pfizer đã được cấp phép đầy đủ đối với việc sử dụng cho người từ 16 tuổi trở lên tại Mỹ. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Công tác hội và phong trào chữ thập đỏ của tỉnh Tuyên Quang không ngừng phát triển và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, cầu nối trong hoạt động nhân đạo. Liên hoan tuyên truyền gia đình chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2021. Với chủ đề đổi mới sáng tạo vì quyền lợi ích hợp pháp của đoàn viên công nhân viên chức lao động, sáng nay Công ty Điện lực tỉnh đã tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự có lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Liên đoàn Lao động tỉnh và 128 đại biểu đại diện cho 609 đoàn viên công nhân viên chức lao động trong đơn vị. Trong nhiệm kỳ qua, Công ty Điện lực tỉnh đã đạt được một số kết quả nổi bật, tăng trưởng bình quân đạt gần 14% trên năm, sản lượng điện thương phẩm đạt trên 116 triệu kWh trên năm. Tính riêng trong 10 tháng năm 2021, công ty xếp thứ 4 trong số 27 các công ty điện lực tỉnh, thành phố, khu vực miền Bắc có kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất. Trong nhiệm kỳ tới, Công ty Điện lực Tuyên Quang phấn đấu đạt mức tăng trưởng điện thương phẩm bình quân 7,5% trên năm. Đến năm 2025, ước đạt 1,5 tỷ kWh trên năm, tăng hơn 1,43 lần so với năm 2020, đưa tỷ lệ tổn thất về dưới 5%. Khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho người lao động. Cùng với truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ của tỉnh Tuyên Quang không ngừng phát triển và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, cầu nối trong hoạt động nhân đạo. Là người đã dành cả cuộc đời với công tác hội chữ thập đỏ, mặc dù đã về nghỉ chế độ hơn 10 năm nay, nhưng mỗi lần nhớ về những ngày đầu tham gia vào tổ chức hội, ông Nguyễn Hữu Quý, nguyên chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang lại tràn đầy nhiệt huyết. Câu chuyện của ông về thời kỳ đầu đầy khó khăn của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tuyên, rồi sau này là Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang. Ngày đó, tuy điều kiện kinh tế xã hội chưa phát triển, đời sống của người dân miền núi còn khoảng cách khá xa so với thành thị, nhưng nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nhiệt huyết của đội ngũ những người làm công tác chữ thập đỏ, phong trào từ thiện nhân đạo đã có những kết quả đáng ghi nhận. Hồi đó thì nói chung là thời kỳ nó còn khó khăn lắm. Hà Tuyên thì vẫn là một tỉnh miền núi nghèo.
cho nên điều kiện kinh tế xã hội chưa phát triển. Cái tinh thần của hội là làm bất cứ việc gì, dù ít dù nhiều, bằng tấm lòng, bằng cái tâm huyết của từng cán bộ hội viên. Cùng với cái phong trào chung của cả nước ấy, thì hội chủ tỉnh Hà Tuyên và sau này Tuyên Quang ấy, thì cần dần được củng cố, đi vào chiều sâu. Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, sự phối hợp và giúp đỡ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sự ủng hộ của cán bộ, hội viên, các nhà hảo tâm, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là các phong trào Tết vì người nghèo, hiến máu nhân đạo, làm nhà tình nghĩa và ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Trong năm 2021, đã có gần 400 căn nhà tình nghĩa, nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đáng chú ý, lần đầu tiên tỉnh Tuyên Quang có chính sách đối ứng, đồng hành cùng với nhà tài trợ, đưa tổng trị giá của chương trình làm nhà cho hộ nghèo lên gần 20 tỷ đồng. 4 ngày hội hiến máu được tổ chức tại các huyện, thành phố, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Kết quả đã tiếp nhận 2.288 đơn vị máu. Trong đó, 1.976 đơn vị máu đã được gửi chi viện cho các bệnh viện dã chiến khu vực phía Nam để cấp cứu và điều trị bệnh nhân COVID-19. Chiến dịch kết nối cộng đồng vượt qua thách thức đã tiếp nhận tổng số hàng trên 1.000 tấn, trị giá trên 6 tỷ đồng. Và nhiều hoạt động an sinh xã hội đã được tổ chức để hỗ trợ nhân dân vùng dịch. Trong thời gian vừa qua, thì Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang đã triển khai rất nhiều những cái chương trình và những cái hoạt động để tại cơ sở và có cái hiệu quả rất là thiết thực, ý nghĩa và có cái sức lan tỏa rất lớn với nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương. Hội Chữ thập đỏ là một cái tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng nhân dân, hoạt động vì cái mục tiêu là vì đời sống nhân dân, về sức khỏe của nhân dân. Agribank Tuyên Quang cũng luôn tin tưởng và đồng hành cùng với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang triển khai nhiều các hoạt động, nhiều cái chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng ở trên địa bàn. Hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang với nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có hiệu quả thiết thực, được cấp ủy chính quyền các cấp ghi nhận. Uy tín của tổ chức hội ngày một nâng cao, nhận được sự tin tưởng và đồng hành của các nhà tài trợ. Trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự đồng hành, ủng hộ của các tổ chức cá nhân, các nhà tài trợ hảo tâm cho các hoạt động của hội, đặc biệt là chiến dịch ủng hộ nhu yếu phẩm, các mặt hàng thiết yếu cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra trên địa bàn tỉnh và phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Nhâm Dần 2022. Với sự quan tâm lãnh đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, sự ủng hộ tích cực của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sự đồng hành của các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ của tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội, cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Liên hoan tuyên truyền gia đình chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2021 được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động từ cuối tháng 9 năm nay. Sau hơn 2 tháng thực hiện, liên hoan đã thu hút được sự tham gia tích cực của các huyện, thành phố với những tác phẩm được dàn dựng và đầu tư bài bản. Sau đây là phóng sự ghi nhận về liên hoan. Đây là tác phẩm đạt giải A của Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao huyện Chiêm Hóa. Thông điệp về xây dựng một gia đình văn hóa, sẵn sàng đóng góp công sức cùng cộng đồng. Vấn đề đặt ra thực tiễn ở địa phương chúng tôi, ví dụ như là cái vấn đề tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, rồi cái việc mà xây dựng cái lối sống trong gia đình, rồi cái việc của gia đình là tham gia xây dựng cùng với lại xã, với thôn để làm đường bê tông, rồi làm những cái tuyến đường hoa để tham gia góp sức vào cái việc xây dựng nông thôn mới. Hiến đất làm đường, một việc làm đầy ý nghĩa của rất nhiều hộ dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đó cũng là nội dung mà Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao thành phố Tuyên Quang mang đến qua tiểu phẩm của mình. Sức mạnh của sự đoàn kết, chung sức từ phía nhân dân mà hạt nhân là gia đình chính là nguồn lực quan trọng để thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Chúng tôi cũng muốn truyền tải và rất là mong muốn tất cả những người dân chúng ta cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, và đặc biệt là những xã, những phường, những thôn bản còn những cái con đường mà chưa đảm bảo thì
thì cũng rất là mong muốn là truyền tải người dân để chúng ta cùng chung nhau hiến đất và để làm những con đường đảm bảo an toàn giao thông và đi lại của các bà con. Các tác phẩm tham gia liên hoan tuyên truyền gia đình chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm nay có nội dung đa dạng. Với sự đầu tư về nội dung câu chuyện và cách thức thể hiện, mỗi tác phẩm của các huyện thành phố đã phản ánh nhiều khía cạnh thực tế của việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương để nêu bật được vai trò quan trọng của gia đình. Gia đình không chỉ là nền tảng tinh thần của mỗi người mà còn là chủ thể tích cực của các phong trào thi đua yêu nước nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng. Các đơn vị, các huyện thành phố đã dành một sự quan tâm, đầu tư hết sức là công phu từ cái khâu là lựa chọn vấn đề về xây dựng thôn mới gắn với công tác gia đình để mà xây dựng kịch bản. Các tác phẩm mà thực sự là sẽ có hiệu ứng rất là cao trong cái công tác tuyên truyền thông điệp đó là cái trách nhiệm của mỗi gia đình đối với xã hội, đối với các cái phong trào thi đua nước và cái sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội nói chung của toàn tỉnh. Tổng kết liên hoan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao 3 giải A cho các đơn vị là Chiêm Hóa, Na Hàng và thành phố Tuyên Quang. 4 huyện còn lại đạt giải B. Dù giúp cho cả học sinh và giáo viên dễ đọc và tạo cảm giác gần gũi, nhưng phiên âm tên riêng nước ngoài như trong sách giáo khoa hiện nay lại đang gây khó khăn cho người dạy và học. Thậm chí, chuyên gia ngôn ngữ cho rằng cách phiên âm theo kiểu gạch nối đã lạc hậu và cần phải thay đổi cho phù hợp. William Shakespeare tra cứu một đằng, kết quả ra một nẻo, khiến Đức Minh khá bối rối mỗi khi phải tra cứu thông tin thêm trên mạng về các tác giả, những tác phẩm từ phiên âm tiếng nước ngoài theo sách giáo khoa như hiện nay. Bản phiên âm đấy nó lại khá là khó để dịch sang bản gốc của tiếng Anh, nên là rất khó cho bọn em để tra cứu cũng như là tìm hiểu thêm về nội dung cũng như là các chi tiết liên quan đến cái mà bọn em muốn tìm kiếm. Không chỉ với học sinh mà việc dạy theo phiên âm tiếng nước ngoài theo sách giáo khoa hiện nay cũng là cái khó của nhiều giáo viên. Bởi cách viết khác nhau nên cách đọc cũng khác nhau, thậm chí là vênh, xa lệch so với tên gốc, nên việc tra cứu theo phiên âm khiến giáo viên khá lúng túng. Thậm chí là một số từ thì giáo viên phải tra đi tra lại, hoặc là phải đọc kỹ về tiểu phẩm, tác giả, tác phẩm thì mới có thể biết được đấy là tác giả nào. Nhận thấy cách phiên âm nước ngoài trong sách giáo khoa hiện hành đã lạc hậu, gây khó khăn cho cả giáo viên và học sinh. Nên khi làm sách giáo khoa mới, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết đã đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo phải sửa đổi. Tuy nhiên, thông tư sửa theo hướng viết nguyên dạng chỉ tồn tại được 2 năm, cho đến khi Nghị định 30 về công tác văn thư của Chính phủ ban hành. Vì thế, sách giáo khoa mới lại vẫn giữ nguyên phiên âm theo cách cũ là dịch nghĩa có gạch nối. Còn phiên âm là còn bất cập, nên viết nguyên dạng là đề xuất của nhiều người, đồng thời phải sớm ban hành luật ngôn ngữ, tránh tình trạng phiên âm lộn xộn, mỗi văn bản một kiểu như hiện nay. Thực tế, theo chương trình giáo dục phổ thông mới thì ngoại ngữ đã được đưa vào chương trình từ lớp 3. Vì thế, khi trình độ ngoại ngữ của học sinh, giáo viên được nâng lên, thì đòi hỏi chương trình dạy và học cũng cần phải được cải tiến cho phù hợp. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự trực tiếp tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt.